Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 191 trên UBNDKTN về việc tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố tai nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm quy mô lớn có sử dụng các phương tiện thiết bị thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, kịp thời chấn chỉnh, cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn lao động, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật thường xuyên tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kiểm tra giám sát nhắc nhở các chủ đầu tư các nhà thầu tham gia quản lý trên công trường thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp lồng ghép với công tác kiểm tra chất lượng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng các sở giao thông vận tải sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương phối hợp sở xây dựng thực hiện kiểm tra đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh khi có kế hoạch chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý kịp thời chứng chỉnh đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật